Sáng ngày 18 tháng 3, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp với Bí thư các quận ủy, huyện ủy về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các ngành liên quan. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới với tính chất, mức độ nguy hiểm hơn, khả năng lây lan cũng rộng hơn. Diễn biến mới nhất trong những ngày gần đây là có nhiều con em nhân dân Hải Phòng đi học tập, làm việc ở nước ngoài, cùng nhiều trường hợp thăm thân, du lịch trở về nước. Nhiều người nước ngoài tiếp tục đến Hải Phòng làm việc, du lịch, trong khi đó dịch bệnh đang bùng phát tại châu Âu và nhiều quốc gia khác, số người nhiễm bệnh, số người chết tăng nhanh. Vì vậy, biện pháp hàng đầu của Hải Phòng lúc này là ngăn chặn mọi mầm bệnh vào thành phố. Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương. Cụ thể, các địa phương phải nắm tới từng hộ dân, từng người từ nước ngoài về, từng trường hợp người nước ngoài đến sinh sống, làm việc trên địa bàn. Tất cả các trường hợp này nhập cảnh Việt Nam từ ngày 5 tháng 3 đến nay đều phải đưa đi cách ly y tế tập trung. Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ. Trước cái tình hình như thế này, và cái diễn biến của dịch bệnh ấy, thì đến nay rất là mừng là Hải Phòng chúng ta này chưa có ca dương tính. Cái này thì mừng lắm. Vừa là sự nỗ lực cố gắng nhưng mà cũng vừa là có cái sự phải nói là may mắn. 26 người trên cái chuyến bay về và cuối cùng là cũng dương âm tính. Thế rồi vừa rồi có một số bệnh nhân đi trên máy bay ốm đau như thế, có biểu hiện như thế và cuối cùng giờ cũng lại âm tính thôi. Vừa là may nhưng mà cái điều hành lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành rồi các ông chí ở các địa phương, các ông chí rất quyết liệt, chúng ta cũng có chặn được. Trước cái tình hình hiện nay đấy, thì chúng ta phải xác định cái chặn dịch là cái nhiệm vụ hàng đầu, làm trước, không được để sơ hở trong cái chặn dịch này, rồi chúng ta lại phải xảy ra cái phương án chúng ta đi khoanh vùng rồi thì cung cấp lương thực, cái đấy là thứ yếu, phương án thứ yếu. Thế như vậy cái trọng tâm là chặn dịch. Cái thứ hai là chúng ta cách ly, khoanh dịch đi mới cách ly. Và trường hợp mà có ca bệnh dương tính ấy, thì chúng ta chặn kịp thời. Với cái cách làm chúng ta như thế. Bây giờ yêu cầu như thế này. Cái tình hình hiện nay đấy, một địa bàn cũng có hàng mấy chục người đi thăm thân chưa về. Đang ở các quốc gia, địa bàn có những cái quốc gia là đang là trung tâm của dịch bệnh. Rồi người ta đi du lịch, đi qua rất nhiều quốc gia. Thì đây là cái việc rất quan trọng. Mong là các địa phương, các ông chí phải nắm chắc được cái này. Cái nguồn thứ hai là con em của Hải Phòng mình đang học tập công tác ở nước ngoài. Về các địa phương, các ông chí nắm được cái này. Và trên cái cơ sở đó thì chúng ta xác định rằng là các cái khu vực trung tâm của dịch như là Pháp, như là Ý, vân vân, chúng ta phải có cái kế hoạch. Cái nguồn thứ ba nữa là từ chuyên gia rồi người nước ngoài sang đây du lịch, sang đây công tác, sang đây làm việc. Bây giờ cũng đã hạn chế. Nhưng mà sản xuất kinh doanh vẫn phát triển thì vẫn phải để cho các doanh nghiệp, các chuyên gia người ta sang. Thì chúng ta lại phải khoanh cái chỗ này. Thì hôm nay tôi cũng đề nghị trước hết là công tác tuyên truyền. Nếu như mà có con em hoặc có người thăm thân từ nước ngoài về, nếu như không có dương tính không sao, có dương tính là lây lan tới cả gia đình, lây lan tới cả khu phố. Cho nên là chúng ta phải làm thật tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi một gia đình phải nắm được là khi mà con em mình ở cái vùng đấy về không lây tại chỗ do sinh sống ở cái khu vực đấy thì cũng có thể sẽ bị lây lan trên máy bay trong cái thời gian di chuyển đó. Cho nên việc cách ly đó là bảo đảm kịp thời phát hiện ra có nhiễm bệnh hay không, trên cơ sở đó chữa trị kịp thời cho con em mình. Đây là cái biện pháp của chính phủ, của nhà nước ta, của thành phố ta như vậy. Chứ không phải việc cách ly đấy nó gây ra cái gì. Cái việc thứ hai là khi chúng ta cách ly đấy rồi thì nó sẽ, nếu mà trường hợp bỏ sót thì lây lan tới gia đình mà có con em đi nước ngoài về. Cho nên là mỗi một gia đình, mỗi một tổ dân phố, mỗi một xóm, mỗi một thôn, mỗi một phường phải chủ động được cái này để tự bảo vệ cho từng gia đình, cho từng thôn, từng xóm một. Chúng ta khẳng định cái này để bảo vệ cho cái người dân, báo chí, truyền hình, rồi các đồng chí bí thư trong hệ thống chính trị. Chúng ta về chúng ta quán triệt cho được đến từng người dân một cái này. Thế thì trên cái cơ sở đó, mỗi một thôn, mỗi một xóm,
mỗi một xã, mỗi một phường, mỗi một tổ dân phố, chúng ta nắm được xem là trên địa bàn của thôn mình, tổ dân phố mình, xã mình, phường mình, và từ đó tổng hợp báo cáo lên huyện là có bao nhiêu người đang đi thăm thân chưa về, tới đây dự kiến về, về vào ngày bao nhiêu, có bao nhiêu người đang học tập, đang công tác mà có nhu cầu về và dự kiến, thì chúng ta tổng hợp lại chúng ta báo cáo với thành phố. Và trên cơ sở báo cáo của tổ dân phố, của thôn, của xóm, của phường, của xã, huyện tổng hợp lại, phối hợp với thành phố để xây dựng kế hoạch. Hôm nay nói rõ về phương pháp, về cách làm, về nhiệm vụ và giao cho các đồng chí bí thư, các quận, các huyện, các đồng chí trực tiếp chỉ đạo cùng với đồng chí chủ tịch ủy ban dân quận huyện, các đồng chí có cái báo cáo hàng ngày cho từ tổ dân cư, từ các gia đình báo cáo lên, rồi đồng chí giám đốc công an thành phố tổng hợp hàng ngày trước 16 giờ để báo cáo thường trực, để cuối ngày biết rằng ngày mai thành phố Hải Phòng này có bao nhiêu người ở nước ngoài về, ngày mai Vĩnh Bảo có bao nhiêu người về, tuần này Vĩnh Bảo có bao nhiêu người về, tháng này Vĩnh Bảo có bao nhiêu người về. Các ông chí phải nắm được. Lê Chân cũng vậy, Hồng Bàng cũng vậy, chuyên gia nước ngoài ở trên các doanh nghiệp trên địa bàn, các ông chí cũng tương tự như thế, yêu cầu báo cáo hàng ngày. Khi làm được cái việc đó thì chúng ta đã chặn được phần lớn cái nguồn dịch về, và để làm sao 100% người về đều được cách ly 14 ngày thì thành phố chúng ta chặn được dịch. Bây giờ cách ly bà con nhân dân vào đó, rồi thì chuyên gia vào đó, thì chú ý cho, nay giao cho đồng chí giám đốc sở y tế, giám đốc công an thành phố và đồng chí chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố. Các ông chí phải bảo đảm rằng là vào trong đó là có người kiểm soát, tránh cái tình trạng mà vào cách ly rồi đấy mà không có kiểm soát, rồi thì cái người này lây sang người kia là không có được. Các ông chí chuẩn bị đưa ra từng khu vực một, mỗi một khu vực thì ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cái khu vực cách ly đó, kèm theo số giường phục vụ ăn uống ấy là bảo đảm an toàn. F2, F3 nó khác. Nhưng bây giờ cách ly cái người mà ở trên máy bay về thì bây giờ tôi đề nghị là mỗi một cái nơi này đều phải có quy chế. Có mấy bác sĩ ở đó rồi, quân đội ở đó, công an ở đó, lực lượng mình không thiếu đâu. Bà con nhân dân mình yên tâm là đấy, thành phố quản lý như thế, vào như bệnh viện như thế, không thể lây nhiễm được. Cái điểm thứ hai là về cơ sở vật chất, giai đoạn này là ưu tiên số 1. Chọn những cái điểm, thậm chí kể cả là trường đại học, kể cả là nhà ở sinh viên. Nhà ở sinh viên cũng khoảng được 2.000, nhưng mà yêu cầu cách ly riêng. Bây giờ tình huống mới rồi. F2, F3, theo cái phương án các ông chí đang làm, chắc không có vấn đề gì. Nhưng mà cái ông đi từ vùng dịch về, các ông chí xác định ấy, thì mỗi người một phòng để cách ly ra. Bây giờ với anh về, tôi nói ví dụ như thế, phải một phòng. Nếu chúng ta chưa làm xét nghiệm kịp ấy, làm xét nghiệm âm tính rồi lại chuyển sang cái phòng thứ hai. Còn nếu mà sau này ấy, mà để chung ấy, mà có một cái ca đấy mà nó lây ra cái khu vực đó đấy, thì các ông chí phải chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi nói các ông chí suy cho cùng, chúng ta chặn dịch thì cũng là để phát triển kinh tế, vừa là sức khỏe tính mạng của người dân, vừa là phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của nhân dân. Trên cái yêu cầu thứ nhất ấy, thì cũng đề nghị là các ông chí bí thư rồi một số ngành, nhất là ủy ban nhân dân thành phố, các ông chí vẫn phải tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo để tăng trưởng kinh tế mạnh trên cái nguồn lực của thành phố đã bố trí, không có giảm cái gì. Đầu tư công, đề nghị các địa phương các ông chí triển khai mạnh cho các công trình trọng điểm của thành phố, đề nghị các ông chí tập trung giải phóng mặt bằng, bảo đảm được cái tiến độ. 13 tháng 5 này là khánh thành hàng chục công trình, khởi công hàng chục công trình, chúng ta bảo đảm cho. Cái điểm thứ hai đấy là các chương trình xây dựng nông thôn mới, các ông chí đẩy mạnh cái này, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thế rồi các công trình văn hóa xã hội ở nông thôn, nó tiếp tục cho cái kinh tế phát triển. Cái này quan trọng lắm, nó góp phần tăng GDP này. Rồi đầu tư công góp phần tăng GDP này. Thì tôi đề nghị là không được công trình nào chậm lại, nguồn lực chúng ta có rồi. Cái thứ hai là các cái dự án của các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đẩy mạnh tiến độ đi. Liên quan đến các địa phương, các ông chí bí thư trực tiếp chỉ đạo giải phóng mặt bằng, rồi động viên
có gì tháo gỡ kịp thời cho. Ví dụ như cái cáp treo này, làm sao đến 13 tháng 5 chúng ta phải khánh thành. Thế rồi một loạt các cái công trình, thì tôi đề nghị là cái kinh tế xã hội tiếp tục phát triển bằng cách là đẩy mạnh cái đầu tư công lên. Thế rồi các cái chương trình về xây dựng nông thôn mới. Thế rồi hỗ trợ các cái doanh nghiệp. Bây giờ cho rà soát những cái lĩnh vực liên quan tới ảnh hưởng của cái COVID-19 này. Chính phủ đang giao nhiệm vụ cho các bộ ban ngành trình một cái cơ chế chính sách. Thì Hải Phòng chúng ta cũng cho rà soát cái này sẽ mức độ ảnh hưởng thế nào. Khi mà có cái nghị quyết của chính phủ rồi thì chúng ta vào cuộc ngay cho. Cái kinh tế chúng ta phải phát triển, đảm bảo cái đời sống. Đấy, thì tôi đề nghị là cái chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các địa phương chúng ta quyết liệt hơn. Nay cũng phải khẳng định với các ông chí là khi mà chúng ta chặn được dịch như thế này rồi, không có ca dương tính trên địa bàn thành phố rồi là thành công. Nhưng mà cái kinh tế xã hội quan trọng. Cho nên chúng ta làm tốt cái này là phát triển kinh tế. Nhưng mà tôi cứ nói đi nói lại các ông chí là nhiệm vụ kinh tế chúng ta vẫn tập trung, vì chúng tôi chưa có cắt đồng vốn nào cả. Và do đó mà cái này là thẩm quyền của các ngành, rồi các địa phương các ông chí phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế lên. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành mong muốn cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, quyết tâm thực hiện được cả hai mục tiêu: phát triển kinh tế xã hội, giữ vững nhịp độ tăng trưởng và kiểm soát, ngăn chặn thành công dịch bệnh COVID-19 không để lây lan tại Hải Phòng.